Từ xa xưa, những cây thuốc dân gian đã góp phần nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật. Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát như bây giờ, Tây y với sự hỗ trợ tích cực của Đông y đã chứng tỏ những tác dụng tích cực, không chỉ là phòng bệnh mà còn góp phần hỗ trợ điều trị. Nguyên tắc phòng bệnh bằng Đông y như thế nào? Những vị thuốc, các loại thảo dược ở địa phương góp phần tăng sức đề kháng là gì? Hãy cùng tìm hiểu về vai trò của Đông y trong phòng chống bệnh tật qua chuyên đề Sống khỏe hôm nay. Trong y học hiện nay chưa có thuốc chữa virus, nên khi nhiễm bệnh, bác sĩ chủ yếu chữa các triệu chứng, chứ không chữa được vào nguyên nhân. Căn nguyên gây bệnh là virus. Do vậy, chủ yếu dựa vào sức đề kháng của mỗi cá thể con người. Để người bệnh khỏi bệnh, quan trọng nhất là sức đề kháng hay hệ miễn dịch và đáp ứng miễn dịch của con người. Cho nên, tăng cường sức đề kháng hay hệ miễn dịch là điều vô cùng quan trọng, là yếu tố tiên quyết trong phòng trừ và điều trị bệnh. Có rất nhiều loại thảo dược khác nhau, trong đó có nhiều loại quen thuộc, rẻ tiền và dễ kiếm, có thể giúp tăng sức đề kháng nếu sử dụng hàng ngày. Sức đề kháng chính là khả năng của cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể. Có hai loại là sức đề kháng tự nhiên và sức đề kháng tổng hợp. Trong đó, sức đề kháng tổng hợp hưởng lợi từ chế độ dinh dưỡng hợp lý, tiêm phòng vaccine và tập thể dục thể thao đều đặn. Chế độ dinh dưỡng cân bằng là tiền đề cho việc giữ cơ thể khỏe mạnh. Ngoài ra, để nâng cao sức đề kháng thì cần phải ăn nhiều hoa quả và rau xanh kèm với uống nhiều nước trong một ngày. Vitamin C chính là chìa khóa để tăng cường sức đề kháng bởi vitamin C làm tăng sự sản xuất bạch cầu. Các trái cây chứa nhiều vitamin C bao gồm bưởi, những quả thuộc họ cam, quýt, chanh. Do vitamin C không được dự trữ trong cơ thể nên việc bổ sung vitamin C phải điều đặn hàng ngày. Ngoài ra còn có các loại thực phẩm như tỏi, gừng, sả, ớt chuông, trà xanh, bông cải, rất dễ kiếm và có tác dụng nâng cao đề kháng. Bên cạnh đó, các bài thuốc kết hợp trong Đông y cũng được nghiên cứu và chứng minh tính hiệu quả trong nâng cao sức khỏe, kháng virus. Đó là những vị thuốc như bạch hoa xà, bảng di liên, kim ngân hoa, liên kiều, khương hoạt, phòng phong. Đây đều là những vị thuốc đã được nghiên cứu rất kỹ ở các nước, đặc biệt là Trung Quốc, nơi đã từng xảy ra các đợt đại dịch về SARS, MERS do siêu vi. Công dụng chính của các loại thảo dược thiên nhiên này đều là khả năng ức chế virus mạnh. Ngoài ra còn giúp cơ thể thanh nhiệt, giải độc, hoạt huyết và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus từ môi trường bên ngoài. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 đang là nỗi lo của mọi người. Bên cạnh sự vào cuộc của các nhà khoa học để tìm ra vaccine cũng như là các phương pháp điều trị hiệu quả, thì Đông y cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ dự phòng và điều trị virus. Vậy thì việc sử dụng các phương pháp y học cổ truyền như thế nào để nâng cao sức đề kháng nhằm chống lại với dịch bệnh? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Đoàn Văn Minh, trưởng khoa y học cổ truyền Trường Đại học Y Dược Huế. Xin chào bác sĩ Đoàn Văn Minh và xin cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình hôm nay. Thưa bác sĩ, là dịch viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra, đó là một dạng viêm phổi cấp lây lan mạnh và hậu quả rất là nghiêm trọng. Vậy thì theo y học cổ truyền, bệnh này được lý giải như thế nào và những cái triệu chứng chủ yếu của bệnh trên lâm sàng là gì ạ? Vâng. Cùng thời kỳ này những năm trước á, thì chúng ta cũng thấy là có rất nhiều dịch bệnh xảy ra, ví dụ như SARS, vân vân. Thì đó là những cái chúng ta thấy xuất hiện những cái đại dịch lớn và thường là tại đường vị trí hô hấp cũng như là gây hậu quả rất là nghiêm trọng. Trong Đông y đã tổng kết được các cái tính quy luật này, các cái quy luật dịch bệnh này, các bệnh lý truyền nhiễm này và đúc kết lại thành một cái học thuyết gọi là học thuyết ôn bệnh. Thì học thuyết này á, là hệ thống các cái lý thuyết mà nói về các cái bệnh lý truyền nhiễm trong Đông y. Và chúng ta thường hay nghe giống như là các bệnh lý như thương hàn này, rồi xuân ôn, đông ôn và các bệnh lý như là thấp nhiệt, thấp ôn vân vân. Thì đó là những cái khái niệm, những cái bệnh danh của các bệnh lý truyền nhiễm này. Và khi mà các cái triệu chứng mà trở nên trầm trọng hoặc là sức lây lan rất là mạnh thì nó trở thành một cái bệnh gọi là ôn dịch. Như vậy khái niệm ôn dịch trong Đông y là dùng trong cái trường hợp này. Vâng, vậy thì những cái biểu hiện lâm sàng là như thế nào ạ? Những bệnh biểu hiện lâm sàng thì qua những cái đúc kết vừa rồi cũng như là qua các cái kỳ đại dịch trước thì đặc biệt là cái đợt dịch này á, thì cái triệu chứng mà
chủ yếu là theo cái nguyên nhân của đông y, đó là thấp độc, là thấp độc hoặc là các cái vị trí, các cái vị trí của cái bệnh lý này á, là nằm ở vị trí ở phế và ở tỳ, tức là hệ thống hô hấp và hệ thống tiêu hóa. Thì các cái chuyên gia đúc kết được rằng là có sáu cái triệu chứng chủ yếu về lâm sàng cũng như cần lâm sàng. Thì ở đây thì theo y học cổ truyền thì chúng ta thấy rằng đây cái nhất đó là thời kỳ ủ bệnh cũng khá dài so với các bệnh lý khác. Thì ở đây thời kỳ ủ bệnh khá dài, tức là từ 14 ngày trở lên. Đó. Cái thứ hai là sốt là vẫn là triệu chứng chính để mà có thể sàng lọc hoặc là phát hiện sớm. Và biểu hiện là sốt ấm ỉ và bức rất khó chịu. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là mệt mỏi vô lực. Đó, mệt mỏi, người cơ thể rất là mệt mỏi và rất là yếu. Và thứ tư đó là một số bệnh nhân có triệu chứng là ở tiêu hóa, ví dụ như tiêu chảy hoặc là quặn đau quặn bụng hoặc là mọc răng hoặc là các triệu chứng như ở miệng đắng chẳng hạn, đó là biểu hiện của tiêu hóa. Cái thứ năm đó là các cái bệnh nhân có triệu chứng lưỡi, tức là nhìn ở lưỡi, khám lưỡi, tức là trong y học cổ truyền có cái phương pháp gọi là khám ở lưỡi, thì thấy rằng đa số của bệnh nhân này thì có lưỡi bèo, ríu lưỡi dày, dơ và nhầy nhợt. Và cái thứ sáu là liên quan tới cần lâm sàng của y học hiện đại, đó là thể các cái dịch đọng ở phế nang. Như vậy chúng tôi muốn nhấn mạnh các triệu chứng này là các khái niệm, các cái triệu chứng này nó thuộc thiên về các khái niệm về thấp tà hoặc thấp độc trong y học cổ truyền. Vâng, như vậy thì chúng ta thấy rằng là trong y học cổ truyền thì những cái biểu hiện lâm sàng nó cụ thể hơn. Và thông thường thì việc mà điều trị theo y học cổ truyền là thường là các loại dược liệu. Vậy thì các loại dược liệu, các loại thảo dược nó có thể là tác động đến virus hay không? Và bác sĩ có thể nói rõ hơn về cái việc mà dự phòng và điều trị trong y học cổ truyền là như thế nào đối với dịch bệnh này ạ? Vâng, cho đến nay về y học hiện đại thì các cái thuốc đặc hiệu, đặc trị cho các loại virus thì nó rất là vẫn đang trên đường tìm kiếm hiểu, tức là chưa có đặc trị nào cho virus. Thì riêng về y học cổ truyền thì các cái nhóm thuốc thảo dược mà gọi là nhóm thuốc có tác dụng thanh nhiệt giải độc là các nhóm thuốc có tác dụng hoặc là kháng hoặc là ức chế hoặc là giúp cơ thể loại thải vi khuẩn hoặc virus ra ngoài. Đó là thì trong đông y không cụ thể hóa là virus hay vi khuẩn gì, nhưng mà những cái triệu chứng lâm sàng biểu hiện của nhiệt, của độc thì y học truyền có nhóm thuốc là thanh nhiệt giải độc. Thì nhóm thuốc này là đặc trị hoặc là nhóm thuốc đặc tác dụng lên virus hoặc vi khuẩn. Nhưng mà chúng ta cũng phải khẳng định rằng là đối với điều trị các loại bệnh và cụ thể là ở dịch bệnh này thì cần có sự kết hợp giữa đông tây y, và trong đó thì đông y nó đóng vai trò như là một sự hỗ trợ tích cực, đúng không ạ? Vâng, vâng, thưa bác sĩ, và như chúng ta đã biết thì virus corona này nó có thể là tác động lớn đến những người lớn tuổi hay là những người đã có bệnh nền. Vậy thì chúng ta giải thích cái điều này như thế nào ạ? Theo các y văn từ trước tới nay công bố, đã công bố và hiện nay người ta công bố các một số các cái phác đồ điều trị, thì chủ yếu là bằng tắc đó là cái thứ nhất đó là giải biểu tán tà, tức là khi mà tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể ở bên ngoài đang nóng thì dùng phương pháp giải biểu, tức là đưa cái tác nhân gây bệnh ra ngoài sớm, càng sớm càng tốt, gọi là giải biểu tán tà. Đồng thời là cũng phù chỉnh khí, có nghĩa là chỉ là tăng cường sức đề kháng. Đó là cái thứ nhất, đó là giải biểu tán tà. Cái thứ hai đó là tuyên thông phế khí, tức là hệ thống hô hấp nói chung hay là hệ thống phế của y học truyền là cái chức năng sinh lý nó được bình thường khi nó được tuyên thông, tức là khi thông thoáng, khi được thông thì trong điều trị thì mình cũng làm sao đó để mà hệ thống phế được tuyên thông. Cái thứ ba đó là điều trị các triệu chứng kèm. Cái này là một cái là nó đặc trưng của y học truyền, có nghĩa là vẫn là nhiễm cái đó, nguyên nhân tác động đó, nhưng mà thể hiện trên mỗi người là khác nhau, thì có những cái chứng trạng kèm theo, ví dụ như là chúng ta cần phải là hóa thấp hoặc là hòa vị hoặc là lý khí hoặc là dưỡng ấm, vân vân, tùy theo từng thể trạng thì có biểu hiện các triệu chứng kèm theo, thì mình sẽ ngoài điều trị các nguyên nhân ra thì mình điều trị kèm thêm. Đó là ba nguyên tắc trong điều trị. Y học truyền nói rất là rõ, đó là khi mà chỉnh khí mà suy thì tà khí mà nhập, có nghĩa là khi mà cơ thể không đủ sức đề kháng thì tà khí hoặc là bệnh, các cái yếu tố nguyên nhân gây bệnh nó sẽ xâm nhập, dễ xâm nhập và làm bệnh nặng lên. Thì đó là ý thứ nhất, đó là nghĩa là chỉnh khí kém thì tà khí nó sẽ xâm nhập và nó sẽ cơ thể không có sức chống chịu, không có sức chống đỡ được. Cái thứ hai nữa là
Trong y học cổ truyền có một cái khái niệm nữa, đó là khái niệm tấn cảm và phục tà. Thì có thể là hơi khó, nhưng mà tấn cảm là gì? Tức là bệnh mới mắc, có nghĩa là mình mới cảm nhiễm thôi. Thì để sinh bệnh là một. Cái thứ hai nữa là phục tà, có nghĩa là gì? Cái tà khí hoặc là các nguyên nhân cái bệnh nó đi vào xâm nhập cơ thể và nó ở tồn tại đó. Và khi có điều kiện, khi có điều kiện thuận lợi hoặc là khi cơ thể yếu thì nó bắt đầu mới bùng phát. Đó, thì hai cái đó thì thường thường là ví dụ như là bệnh súng ôn chẳng hạn, thì có thể là cái nguyên nhân cái bệnh hoặc tác động từ khi mùa đông á, thì bệnh nhân đã bị nhiễm các cái tác nhân gây bệnh rồi, và mùa đông nếu không biết giữ gìn thì bắt đầu qua mùa xuân thời tiết ấm áp trở lên thì bắt đầu, đặc biệt là dịch, thì bắt đầu nó bùng phát. Thì đó là một yếu tố phục tà. Thì hai cái hại phục tà hay là bệnh nhân có cái nên sức khỏe kém, chính khí suy yếu, thì đều là những cái nguyên nhân mà làm cho bệnh dễ xâm nhập, cũng như là cái khả năng chống chịu hoặc là khả năng lành bệnh nó sẽ kém hơn. Thưa bác sĩ, được biết là hiện nay thì ngành y tế của tỉnh Hồ Bắc là trung tâm của dịch bệnh này, thì cũng đã công bố những phương thuốc, những bài thuốc đông y để mà chữa COVID-19. Vậy thì bác sĩ đánh giá như thế nào về những bài thuốc này và những cái loại thảo dược ở Việt Nam chúng ta thì có tác dụng tương đương hay không ạ? Là ở tại Trung Quốc thì cái việc người ta đó là thế mạnh về y học cổ truyền, thì người ta đã ngay từ đầu người ta đã sử dụng ngay các cái phương án, tức là các phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại rất là rõ ràng, và người ta nói rằng là đã dùng để điều trị cho hơn một nửa cái lượng bệnh nhân hô cấp có mang tính bị bệnh hô hấp cấp đó do corona đó, và dùng như một biện pháp để, ngoài ra là dùng để một biện pháp ngăn chặn cũng như là kiểm soát dịch bệnh ở cấp độ cộng đồng rất là tốt. Cái thứ hai nữa là điều trị kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại á, trong cái căn bệnh này là rất quan trọng trong việc chống lại cái dịch bệnh. Về các cái bài thuốc mà đã được công bố tại tỉnh Hồ Bắc cũng như là tại Trung Quốc là chủ yếu, thì chúng tôi cũng đang đợi thời gian để có những cái minh chứng rõ ràng hơn. Tuy nhiên bước đầu thì chúng tôi nhận thấy rằng những bài thuốc này á, là hoàn toàn là dựa trên cái nguyên tắc như tôi đã nói hồi nãy, có nghĩa là bệnh phải phụ thuộc từng giai đoạn nào thì dùng bài thuốc gì, nguyên nhân gì, nguyên nhân mà hoặc tác động vào làm cho bệnh nặng hơn hoặc là cái diễn biến bệnh trên lâm sàng á, thì đó là những cái dựa vào các nguyên tắc đó để mà có cái biện chứng luận trị cho từng cái trường hợp bệnh cụ thể. Thì ở đây thì những bài thuốc mà người ta đã sử dụng đó là cũng chủ yếu là những cái bài thuốc cũng là giải biểu, rồi sử dụng các nhóm thuốc như là thuốc giải biểu, rồi nhóm thuốc tuyến phế, rồi ví dụ như là các cái vị thuốc như là má hoàng, sinh khương tức là gừng á, hoặc là hành nhân, rồi cái nhóm thuốc hóa thấp, tức là thấp này á, là những cái yếu tố về môi trường ẩm thấp. Bác sĩ có thể là giải thích cụ thể hơn về tác dụng của mỗi bài thuốc này ạ? Những bài thuốc này thì ví dụ như là giống như giai đoạn sớm, khi bệnh nhân mới mắc bệnh thì chỉ có triệu chứng ho, sốt cảm, sốt mũi thôi, nhức đầu, vân vân, thì người ta chủ yếu sử dụng những bài thuốc giải biểu. Giải biểu tức là dùng các vị thuốc mà có cay, ẩm để mà người ta tản tà đẩy ra ngoài. Đó là giai đoạn sớm. Nhưng mà qua giai đoạn mà khi bệnh nhân đã có sốt cao, có biểu hiện của là một cái nhiễm trùng nặng, gọi là một bệnh lý chuyển có nặng, thì lúc đó người ta thiên về là thanh nhiệt giải độc, thì người ta sử dụng các vị thuốc có tính là thanh nhiệt giải độc như kim ngân hoa, liên kiều đó, trong bài thuốc cái chủ yếu. Rồi đồng thời người ta vẫn tiếp tục là thanh tuyến phế, người ta vẫn làm thông hệ thống hô hấp đó, và đồng thời kèm theo các triệu chứng, kèm theo ví dụ như là các triệu chứng như là bệnh nhân có tác biểu hiện của là ấm hư hoặc dương hư hoặc là khí huyết kém, thì người ta lại bổ sung thêm đó. Thì đó là những cái nguyên tắc. Và có những trường hợp nặng biểu hiện về rối loạn tinh thần thì người ta lại có một bài thuốc gọi là khai bể, tức là những cái khi đó là nhiệt ta nó bể bên trong và nó gây ức chế, tức là làm cho bệnh nhân nó mất tỉnh táo hoặc là trạng thái nặng, thì người ta khai bên trong. Nhưng bên ngoài thì tay chân lành hoặc là biểu hiện của một cái bệnh nguy kịch thì người ta lại sử dụng một số thuốc để là gọi là hồi dương cứu nghịch, tức là dùng cả ở trong thì khai nhưng mà ngoài thì giữ lại đó. Như vậy thì tùy theo từng giai đoạn thì người ta sẽ có một bài thuốc khác nhau, và trên nguyên tắc là biện chứng luận trị, tức là triệu chứng hoặc là nguyên nhân gây bệnh gì,
thì người ta sẽ tác động vô rất những bài thuốc rất cụ thể. Và điều quan trọng nhất đó cũng là dự phòng, không chỉ là trong mùa dịch này. Vậy thưa bác sĩ, theo y học cổ truyền thì chúng ta sẽ dự phòng bệnh như thế nào, và bác sĩ có thể là thông tin chi tiết hơn về một vài loại thảo dược mà nó có tác dụng là nâng cao sức đề kháng để mà phòng chống dịch bệnh, dễ tìm kiếm và dễ sử dụng. Vâng, các cái phương pháp mà để mà dự phòng thì đã được khuyến cáo rõ rồi. Riêng y học cổ truyền thì cũng nhấn mạnh đến các cái gọi là tăng cường cái chính khí, có nghĩa là làm thế nào đó để sức khỏe tốt, để mà đảm bảo được chống được dịch bệnh thì cũng là kinh điển thôi. Đó là tăng cường tập luyện thể dục thể thao, cũng như là dinh dưỡng hoặc là chế độ sinh hoạt phù hợp. Đặc biệt các cái mùa mà có dịch bệnh á, hoặc mà mùa lây lan á, thì chúng ta thường có những cái thức ăn để mà có thể mà khiến cho tỷ lệ mắc bệnh nó giảm xuống. Thì ví dụ như là mùa đông thì chúng ta thường hay dùng các cái loại thảo dược như là quảng trúng, tự tố kinh giới như là lá tía tố, hoặc là kinh giới là những cái gia vị, cũng như đó là những vị thuốc mà làm cho tăng cường cái sức giảm khả năng mắc bệnh, nhiễm bệnh. Cái thứ hai, về mùa hè thì dùng hương nhu, bồi lang, bạc hà, đó là những vị thuốc mà có thể là giúp cho phòng chống cúm trong các cái mùa như vậy. Và lúc tà khí mà đang mạnh hoặc là khả năng lây lan, khi mà bùng dịch rồi lây lan mạnh thì dùng các cái loại như là bạc lâm căn, đại thanh diệp, cúc hoa, kim ngân hoa, đó là những cái vị thuốc rất dễ kiếm. Ví dụ cúc hoa, kim ngân hoa là những cái vị thuốc mà rất là dễ kiếm, rất dễ tìm, và nó rất là phổ biến. Để mà cái nhóm thuốc đó là những nhóm thuốc rất là hiệu quả trong cái phòng chống trong mùa dịch này, thì chúng ta những cái thực phẩm mà nó có tác dụng như hành, tỏi hoặc là giấm, thì đó là những cái gia vị, những thức ăn mà chúng ta có thể dùng thường xuyên hơn thì có tác dụng dự phòng. Và chúng ta cũng thường nghe cái bài thuốc gọi là cháo giải cảm. Đó, tức là khi mình bị cảm, bình thường khi mình cảm nhiễm giai đoạn sớm thì mình có thể sử dụng cháo giải cảm chẳng hạn. Ví dụ thì trong đó thì chủ yếu là tía tô, hành, rồi gừng và gạo tẻ. Như vậy thì đây vừa giải biểu, vừa gạo đó là giúp cho tỳ được vận hóa ổn. Thì như vậy nó kết hợp cả điều trị cả phế cả tỳ. Và thêm trứng gà nữa thì đó là chất dinh dưỡng. Đó thì rất là đơn giản mà dân gian thường hay sử dụng, và sử dụng trong giai đoạn sớm và sử dụng trong mùa dịch thì tăng cường sử dụng, thì đó là một những cái mà rất là hữu ích cho phòng bệnh ở cộng đồng. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Đoàn Văn Minh với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc thực hiện những khuyến cáo của Bộ Y tế thì chúng ta cũng cần tìm hiểu kỹ về những cách để mà dự phòng cũng như là điều trị virus, trong đó có điều trị bằng y học cổ truyền để có thể là xử lý kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra. Đến đây, chuyên mục Sống khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.